Thưa quý vị, đảm bảo cung ứng đầy đủ lương thực, thực phẩm để người dân yên tâm chống dịch. Đây là kim chỉ nam được lãnh đạo thành phố quán triệt xuyên suốt trong thời gian Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội để siết chặt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Nhìn lại một tháng qua, bằng nhiều cách làm khác nhau, cả hệ thống chính trị đã không ngừng nỗ lực để chăm lo đời sống cho người dân, đảm bảo không để ai bị thiếu thốn lương thực, thực phẩm trong mùa dịch. Đây cũng là giải pháp để người dân thành phố cùng các ngành, các cấp thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch tại Đà Nẵng trong thời gian qua. Để đảm bảo cung ứng lương thực, thực phẩm cho người dân trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc ai ở đâu thì ở đó, thành phố Đà Nẵng đã cụ thể hóa bằng nhiều quyết định, chính sách kịp thời. Nổi bật phải kể đến quyết định 2828 hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu cho 50.561 hộ chính sách, người có công, hộ khó khăn với tổng kinh phí 25,3 tỷ đồng. Hỗ trợ gạo cho 108.709 người dân gặp khó khăn với 15 kg trên một nhân khẩu. Quyết định 2840 hỗ trợ cho 142.064 hộ dân khó khăn. Trong đó, Sở Công Thương hỗ trợ hàng hóa thiết yếu cho 50.000 hộ, kinh phí 25 tỷ đồng. Và Ủy ban Nhân dân các quận huyện hỗ trợ hàng hóa thiết yếu hoặc tiền mặt cho 92.064 hộ. Việc đảm bảo không để người dân thiếu ăn, thiếu đói được lãnh đạo thành phố thường xuyên nhấn mạnh trong các cuộc họp giao ban hàng ngày. Thương binh xã hội chủ trì phối hợp với các ngành để nghiên cứu, rà soát những đối tượng mà chúng ta cần cái sự hỗ trợ theo cái chủ trương tự tự Hội đồng Nhân dân. Và đây là ý kiến của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Chủ tịch Hội đồng Nhân dân đề nghị Ủy ban phải nghiên cứu những cái chính sách này, tham khảo từ những chính sách của Trung ương ấy, mà Bộ Lao động Thương binh người ta đang tính ấy, thì để người ta rà soát đối với lại thành phố chúng ta. Nắm bắt tinh thần chỉ đạo của thành phố, từ quận huyện đến xã phường đã nhanh chóng bắt tay thực hiện, đảm bảo mọi người dân đều được tiếp cận các gói hỗ trợ trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Những buổi tập kết rau củ quả trong đêm thường xuyên diễn ra tại các địa phương nhằm đảm bảo tiến độ phân phối đến từng khu dân cư. Từ ngày 23 tháng 8 đến hiện nay thì Thanh Khê tiếp nhận khoảng 700 tấn rau củ quả. Trong đó thì cái đơn vị tài trợ của Sun Group là 400 tấn, đơn vị Phương Trang là 300 tấn và 10 tấn là của thành phố hỗ trợ về. Thì hiện nay thì chúng tôi đã các hàng về thì đều được phân bổ đến các cái phường. Rồi sau đó phường phân bổ đến các cái khu dân cư. Phát huy vai trò cầu nối trong khối đại đoàn kết toàn dân, Mặt trận thành phố đã huy động nguồn lực hỗ trợ từ phía các tỉnh bạn như Quảng Nam, Sơn La với hàng trăm tấn rau củ quả. Cán bộ mặt trận sau khi tiếp nhận hàng hỗ trợ đã nhanh chóng phân bổ về các địa phương để kịp thời chuyển đến người dân gặp khó khăn. Trong thời gian qua thì có các tỉnh của Lâm Đồng như Thừa Thiên Huế và một số địa phương khác là hỗ trợ của các cái kênh của các cái tổ chức từ thiện và những cái tổ chức cá nhân như là Hội Cựu chiến binh, Hội Nạn nhân chất độc da cam, Hội từ thiện của thành phố và Sở Lao động Thương binh Xã hội như là Sở Công Thương tiếp nhận được rất nhiều cái nông sản thực phẩm của các tỉnh, địa phương bạn. Khi tình hình dịch COVID-19 có những tiến triển mới, bên cạnh các chợ truyền thống, thành phố cũng đã quyết định mở thêm các chợ tạm nhằm giảm áp lực cho hệ thống siêu thị, đồng thời để ban điều hành khu dân cư có thêm địa điểm đến mua thực phẩm cho bà con trong khu vực. Trong trang phục bảo hộ kỹ càng, các nhân viên bán hàng được điều động đến chợ tạm cũng tuân thủ quy định 5K và thực hiện 3 tại chỗ. Đây là thời điểm rất là nhạy cảm, thành ra là cửa hàng cũng cố hết mức tối đa để đáp ứng 3C về vệ sinh, về bảo hộ, về những khâu mà thành phố đã yêu cầu. Đến ngày 28 tháng 8, 30 container cung ứng lương thực thực phẩm được Công an thành phố Đà Nẵng đồng loạt mở cửa. Đây là những bán hàng không lợi nhuận, người dân đăng ký với ban điều hành khu dân cư, lực lượng công an tiếp nhận, soạn đơn hàng và vận chuyển đến bà con. Với sự kịp thời và linh động, mô hình bán hàng tại các điểm container như thế này được Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng ghi nhận và đánh giá cao. Việc đảm bảo cái nhu cầu về thực phẩm tươi sống cho bà con hiện nay là một trong những cái nhu cầu rất là cấp bách. Chính vậy mà cái việc Công an thành phố cùng với lại các ngành đã chủ động trong cái việc tìm nguồn lương thực thực phẩm nói chung và cái nguồn thịt cá, rau để đáp ứng các cái nhu cầu tối thiểu cho người dân là một trong những cái việc mà tôi đánh giá rất cao. Và đây cũng thể hiện cái sự chủ động, trách nhiệm của các cấp các ngành.
Những ngày giãn cách xã hội, khi mọi người dân phải ở yên trong nhà, các thành viên ban điều hành khu dân cư được ví như những shipper đa năng. Từ phân chia, đóng gói đến kiêm nhiệm cả khâu phân phối lương thực, thực phẩm cho người dân. Bản thân tôi xung phong làm tình nguyện viên thì công việc hàng ngày là thứ nhất là nhận đơn từ các hộ gia đình cứ 3 ngày một lần gửi đến các đơn vị cung cấp của phường đã đăng ký. Hiện tại thì tổ 46 đang liên kết với Bếp An và Cốt Mát. Thì bên cạnh đó thì vì siêu thị mà nhiều khi cũng có những cái mặt hàng khó hoặc không có thì cũng kết hợp với tổ phó và tổ trưởng để lên đơn những mặt hàng thiết yếu để đi chợ tạm giúp người dân. Việc cung ứng lương thực thực phẩm trong những ngày Đà Nẵng thực hiện quy định ai ở đâu thì ở đó, dẫu không tránh khỏi những thiếu sót ở thời điểm ban đầu. Tuy nhiên, với sự nỗ lực, sự đa dạng trong cách thức triển khai, thành phố đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Phân cấp đến từng tổ dân phố, phân chia nhiệm vụ đến từng thành viên. Bài toán về lương thực thực phẩm trong mùa dịch được Đà Nẵng từng bước giải quyết ổn thỏa, đảm bảo đời sống nhân dân, giúp bà con yên tâm chống dịch.